ông Mai. Ông Tâm là năm cô đồ đấy. Nhưng mà trời ơi, cái ra bát còn méo rồi, năm cô đồ gì đâu trời. Lâu lâu quá không biết là không có xài mấy cái này, giới đi không có xài. Người về thu không xài mấy cái này. Rồi, đúng rồi. Hương đóng, hương đóng. Hương này phải không? Hương này vô.